Nên xin chào các bạn đã quay trở lại với TechMag Việt Nam, và bây giờ trên tay mình sẽ là hai mẫu đồng hồ mà chắc là ai cũng rõ nó là gì ha. Một bên sẽ là Series 6, tiếp theo của Series 5, Series 4 và Series 3, tức là nó là Series, còn bên còn lại nó sẽ là Watch SE, tức là nó cái phiên bản giá rẻ lần đầu tiên của Apple Watch. Và bây giờ thì hãy cùng mình xem nó có gì thú vị qua những cảm nhận nhanh của mình và TechMag nha. Có lẽ mình sẽ nói nhiều hơn về Apple Watch SE, bởi vì theo như Apple nói thì đây sẽ là Apple Watch for everyone, tức là cho mọi người có thể dễ tiếp cận được hơn. Nhưng mà theo giá mình tham khảo thì khoảng 9 triệu đồng. Trong khi đó Apple Watch Series 6 thì sẽ tầm khoảng 12-13 triệu đồng gì đấy ấy. Thì nói chung là con này khoảng 9 triệu đồng thì ở thị trường Việt Nam nó cũng không phải là rẻ nữa, đúng không? Họ nói rằng là Apple Watch SE thì nó sẽ thay thế cho Apple Watch Series 3, bởi vì Apple Watch Series 3 thì nó không còn nhiều hàng và nó sẽ khan hiếm hàng dần đi, đúng không? Dẫn đến là nó sẽ có một cái phiên bản thay thế. Thì nó có gì hơn so với Series 3? Thứ nhất là nó sẽ có màn hình lớn hơn, ở đây của mình sẽ là phiên bản 44mm. Và thứ hai, nó sẽ có hiệu năng được cải thiện. Ở đây thì nó sẽ được trang bị con chip là Apple S5. Thì theo như mình nhớ là Apple Watch Series 3 thì nó đã có hiệu năng bắt đầu xuống dần rồi, và dẫn đến thì cái sự nâng cấp về hiệu năng này mình nghĩ là đáng và rất là ok. Và sau cùng sẽ là những cái chế độ được bổ sung ở trong Apple Watch Series 6, kiểu như là chế độ nhắc nhở rửa tay này, theo dõi giấc ngủ này, Family Start Up, hay có thể là mặt đồng hồ Memoji. Thì đó là một vài cái thứ nâng cấp. Trong khi đó thì nó sẽ có gì thua thiệt so với Apple Watch Series 6 của mình ở đây? Sẽ có khoảng tầm 4 điểm. Thứ nhất là về thiết kế mình sẽ nói là có sự khác biệt. Ở phía sau sẽ không có cảm biến này, còn phía trước thì nó sẽ có màu sắc là khác, còn lại mọi thứ nó vẫn sẽ là y chang như thế. Thứ hai là màn hình con này sẽ không có chế độ là on square on, tức là nó sẽ không có cái chế độ là luôn bật để các bạn có thể đeo trên cổ tay và sẽ luôn thấy nó sáng kiểu như vậy. Và thứ ba, nó sẽ không có chế độ đo điện tâm đồ ECG, nhưng mà ở Việt Nam thì lại không có thể sử dụng được cái chế độ này, nên là coi như nó cũng là như thế, chúng ta không quan tâm. Và cuối cùng sẽ là một cái tính năng mà người ta cũng rất là nhấn mạnh vào Apple Watch Series 6, đó là khả năng đo nồng độ oxy trong máu. Thì ở Việt Nam một lần nữa cũng không thể đo được cái chế độ này, nên là ok, Apple Watch SE nó sẽ chỉ một vài nâng cấp nhỏ nhỏ như thế thôi. Và cuối cùng cái sự thua thiệt so với Apple Watch Series 6 sẽ là cái con chip của nó là Apple S5 thua với S6 ở trên Apple Watch Series 6. Vậy nên ở Việt Nam nhé, nhớ về cái sự nâng cấp của SE lên Watch 6 thì các bạn nhớ như này. Thứ nhất là nó sẽ có chế độ on square on. Thứ hai là nó sẽ có màu sắc mới là xanh và đỏ. Và thứ ba là nó sẽ có hiệu năng tốt hơn. Nhưng theo mình là SE nó đã đủ cho chúng ta rồi, đúng không? Rồi thì mình sẽ bỏ con SE qua một bên và chia sẻ về con Watch Series 6, bởi vì nó sẽ có khá là nhiều thứ. Về cơ bản thì ngoại hình như mình nói là nó vẫn sẽ tương tự như Series 4 và Series 5 thôi. Đây, nó vẫn thế, dây đeo nó vẫn là cao su rất là sướng, và mặt đồng hồ thì vẫn sẽ là 40 và 44mm. Hai màu sắc mới ở đây sẽ là màu đỏ và màu xanh. Thì màu xanh của mình nghĩ rằng là nó hướng đến cái sự lịch thiệp nhiều hơn, còn đỏ sẽ là sự trẻ trung và sự khác biệt nhiều hơn. Thì đó là cái sự phân biệt. Nếu các bạn muốn mua Series 4, Series 5 mà nó khác với con này thì con này phải lựa chọn màu xanh hoặc là màu đỏ. Thứ hai là nó sẽ là cái sự khác biệt ở cái mặt sau này. Sau này nó sẽ có là cái cảm biến, cụm cảm biến nó lớn hơn và nó sẽ có nhiều đèn sáng hơn, lấp lánh ở đây. Ok. Thứ ba sẽ là về hiệu năng của nó, bởi vì nó sẽ được trang bị con chip là Apple S6 thì nó sẽ cải thiện khoảng 20% so với Apple S5 ở trên Series 5. Dẫn đến là những cái tác vụ chúng ta sẽ có là mượt mà hơn, nhưng cơ bản thì mình thấy rằng là có lẽ là nó sẽ có cải thiện đấy, nhưng mà chắc là cần thêm nhiều thời gian nữa. Trong thời điểm hiện tại thì mọi phản hồi trên Series 4, Series 5 nó vẫn rất là ngon, nên là Apple Watch Series 6 có lẽ là nó sẽ cần thêm thời gian nữa để chứng minh sức mạnh của nó. Thứ ba sẽ là những tính năng đi kèm. Thì khi mà quy hộp sẵn con này sẽ có watchOS 7 có sẵn và rất là nhiều tính năng đi kèm nữa. Thứ nhất nhá, có thể kể đến là tính năng đo nồng độ oxy, nhưng theo như mình đã chia sẻ thì ở Việt Nam chúng ta sẽ không thể dùng được. Ok. Thứ hai sẽ là tính năng mà nhắc nhở chúng ta phải rửa tay, rất là hữu dụng ở trong cái mùa dịch Covid này, đúng không? Thứ ba sẽ là có thêm cảm biến chuyển động để tracking cái giấc ngủ chúng ta chính xác hơn. Từ watchOS 7 nó đã có rồi, nhưng mà từ Series 6 thì nó sẽ có thêm cảm biến chuyển động và có thêm vật lý, nó sẽ có khả năng tracking nó chính xác hơn, đó là điều đương nhiên. Ngoài ra sẽ có một số tính năng liên quan đến mặt đồng hồ này, như mình có thể cho các bạn thấy rằng ở đây thì sẽ là cái mặt đồng hồ Memoji và mình đã vừa có thêm đây. Đó. Và nó cũng sẽ có thể tùy biến tùy thuộc theo cái nghề nghiệp của bạn nữa. Đây, mình sẽ cho vào các bạn xem này. Đó, Memoji đúng không? Đây này. Đó, thì mình sẽ trượt xuống này. Khi mình bấm vào cái Memoji này, nó lúc đầu nó mới setup lên hơi ở đây, bấm vào tạo mặt đồng hồ thì nó sẽ là cái mặt đồng hồ Memoji cho các bạn. Đó. Và sau cùng sẽ là cái tính năng Family Setup, tức là bạn có iPhone kết nối với Apple Watch, tạo nên cái mạng lưới để có thể theo dõi được là người già hay trẻ em, xem là có liên lạc với ai hay không, đang ở vị trí nào, hay là nhắn tin gọi điện cho ai, thì bạn sẽ có thể kiểm soát được và biết được cái điều đấy. Một hệ sinh thái. Nói chung là về Apple Watch Series 6 và Apple Watch SE thì ngoại hình nó vẫn như thế, hiệu năng có cải thiện có một vài tính năng bổ sung thêm, nhưng mà một vài tính năng như gọi là đo nồng độ oxy trong máu rất là nhấn mạnh ở lần này thì nó lại không có. Nên là nếu các bạn mà mua Series 5 rồi ấy, thì có lẽ cũng chưa cần phải cân nhắc lên, bởi vì hiệu năng thì nó vẫn đang ok ở Series 5, cũng như là ngoại hình nó vẫn là như thế, mọi tính năng nó vẫn đang hỗ trợ rất là tốt. Còn về cái màn hình on scroll on của này nữa thì nó khi mà tắt ấy, thì nó sẽ có độ sáng cao hơn là 2,5 lần so với Series 5. Nhưng mình thấy rằng là Series 5 cũng ok rồi nên là cũng được. Các bạn nghĩ sao về Apple Watch Series 6 và Apple Watch SE qua những trải nghiệm nhanh của mình thì đừng quên là comment bên dưới nhé. Cảm ơn rất là nhiều đã xem video và hẹn gặp lại trong những nội dung mới nữa trên kênh. Còn nếu bạn quan tâm tới Apple Watch chính hãng thì đừng quên là nhấn vào đường link mình để dưới video để tham khảo tại hệ thống của Di động Việt. Ở đây đang có những mẫu Apple Watch cả cũ cả mới và rất là Apple Watch Series 6, Apple Watch SE với mức giá rất là tốt.